cùng với cái cây bút này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ hoa hồng cực nhanh. Đây là cọ vẽ nét hai đầu và mình sẽ sử dụng cái đầu cọ ngắn nhất, dài khoảng 7mm. Sau khi sơn màu và sơn lì thì mình sẽ dùng chính cái màu sơn mình vừa mới sơn xong để mình vẽ. Mình đã thực hiện vẽ nét hoa hồng. Mẫu vẽ này khá là cơ bản, hầu như ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, sau khi vẽ thì mình sẽ rắc một cái lớp bột lên. Các nét vẽ lúc này thì sẽ hút lấy bột clear và trở nên nổi rõ ràng sắc nét hơn. Cùng xem lại thành quả của mình nha.